Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem Movix. Let's go. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Thì dạo gần đây có rất nhiều bạn kêu mình review Movix đi cho tất cả anh em xem. Thì ok, hôm nay là mình sẽ review Movix cho tất cả các bạn xem nha. Để xem là nó hay và nó độc đáo ở chỗ nào mà tại sao các bạn lại thích như thế. Thì hôm nay là có hai clip để mình review. Thì nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại một like và đừng quên share video cho mình nha. Nếu như các bạn có một số cái Movix mà nó hay ho như thế này nữa thì các bạn có thể gửi về cho mình để mình làm clip nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đi xem với tất cả các bạn. Let's go. Oh, từ. Con này nó nhỏ, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mắt. What the fuck, đầu tư công phu vốn không biết là nó nhỏ nước hay là nhỏ mắt hay nó khóc thật nữa. Nhưng mà mình nghĩ là nó không phải khóc thật đâu, nhưng mà công nhận là răng con này trắng thật. Có hai cái răng thỏ này, răng thì trắng. Mà mình nghĩ là nó nhỏ nước rửa mắt vào mắt chứ không có chuyện khóc, các bạn hiểu không? Con này không có tình trạng bị bồ đá, bởi vì nếu nó bị bồ đá đấy thì mắt nó phải bị kia cơ. Con này thức đêm nhiều, mắt gấu trúc, phải không? Thấy không? Ôi. Ôi khóc thật kìa. Ôi. Ôi buồn thế. Ôi. Buốt nước mắt luôn, vãi nôi. Cao thượng vốn. Nó khóc thật các bạn ạ. Nó khóc thật các bạn ạ. Nó khóc thật hay sao mình thấy. Các bạn nhìn này, nhìn kỹ ở trên cái hai khóe mắt của em ấy. Đấy chưa? Nhìn cái khóe mắt chưa? Đấy là có vẻ như là có một cái gì đó là long lanh nhỉ, lấp lánh kiểu rơi lệ không? Lệ buồn vì ai nhỉ? À, theo như mà phân tích của mình thì nước nước dãi ở đây thì mình không nói nhá. Nước dãi ở hai bên môi với quả môi hình dãi chó. Quả môi hình trái tim này thì mình không muốn nói tới. Mũi cao, xinh hiểu không? Mắt thì buồn vì người yêu, không biết là bé là mấy tuổi, không biết là học đến lớp 6 chưa. Chim mọc lông chưa, tuy nhiên là sao lại khóc nhỉ? Chia tay thì thôi, việc quái thì phải khóc nhỉ? Đó, fuck. Nào, xem tiếp. Đúng rồi. Được, bé này mình nghĩ là tương lai có thể yêu từ 10 đến 20 người. Bởi vì từ bé này đã yêu, đã chia tay một lần rồi đó. Nước mắt còn rơi mãi, hiểu không? Tí là yêu mãi. What the fuck? Đây là người Việt Nam à, phải không? Mình không biết đây có đúng là người Việt Nam hay không nhá, nhưng mà nhìn bé này có quả tóc cực kỳ gọi là hấp dẫn, hiểu không? Một cái cọng lõm tóc vuốt thẳng dưới. Nhìn thật là hay đấy, có kiểu hoa cài tóc kìa. Xinh. Tay giơ giơ kiểu hip hop, phải không? Mồm há há không biết làm gì. Đó. Ui dồi, anh nữa. Hey, không phải anh nha. Ui giời, khuôn mặt khả ái. Vãi cả nồi, đúng lúc mình dừng lại, đúng lúc chu mỏ. Nhưng mà các bạn nhớ nó là anh đó là các bạn đấy. Các bạn đấy, không phải mình, ok. Ok fine. Đúng lúc mắt đang zip và môi đang chu chu kiểu phê hả? Phê cần học. Ừ, đúng rồi. Ôi, đấy. Bài này mình muốn nói từ thông điệp của các bạn nhỏ này đấy, dành cho tất cả các bạn nào đang xem clip của mình. Những bạn trai nhá, những bạn trai mà đẹp trai mông mẩy khoai to ấy, là bạn này bạn rất thích các bạn, hiểu không? Đừng vội đi nhanh, hay đi chậm thôi, hiểu không? Đấy. Bé này từng What the fuck? Người da đỏ à? Kìa, đi vậy. Hết người da trắng, người da đen rồi tới người da đỏ đấy các bạn ạ. Xem nào. À, vịt hóa thiên nga. Wow, bây giờ được đấy. Wow, tay cầm gì kìa, cầm tay em ơi. Mình nghĩ là cái bạn nữ này ấy, tương lai ấy, lớn lên là sẽ có một cái gọi là một cái công việc cực kỳ ổn định trong cái làng thời trang ở Việt Nam, hiểu không? Bạn này tạo rất là nhiều kiểu mẫu, hoặc là lớn lên có thể đi làm gì nhỉ? Cái gì nhỉ, cái gì quên rồi, catwalk, cái gì đi trên sàn catwalk chuyên nghiệp, hoặc là bạn ấy có thể làm một cái người mẫu ảnh, nhớ nãy giờ chỉ trong vòng mấy giây thôi bạn ấy có thể làm được rất là nhiều những cái kiểu ảnh khác nhau, giơ tay chu mỏ này đấy, tuyệt vời. Bây giờ mình biết là giới trẻ của Việt Nam mà có rất là nhiều những cái người gọi là đẳng cấp, hiểu không? Xem tiếp nào. Đó, đấy đấy, người mẫu ảnh đấy, bên này đấy, thấy chưa,
mới bé tí thôi không? Bạn này kiểu cỡ 6-7 tuổi ấy, nói tiếng Anh như gió luôn. Nói tiếng Anh như gió luôn bạn để ý nhá. Vừa vừa mới vào đã sổ một dàn tiếng Anh rồi mình không hiểu bạn nói gì luôn. Thế mà mới có 6-7 tuổi rồi đã tiếng Anh, tiếng Miên đầy đủ bên người, mình không biết là bạn ấy có nói, không biết là bạn có nói được hay không, như là hát rất là chuẩn nhạc hiểu không? Nhấp môi theo từng khuôn nhạc. Mình nghĩ là bạn này học giỏi tiếng Anh lắm, mới 6-7 tuổi rồi, đã có thể nói tiếng Anh như vậy rồi. Thật tuyệt vời. Tiếp nào. Ấy, à, không phải. Nhép sai rồi, nhép sai rồi. Ôi, có cả con em đằng sau. Đấy, bạn này tương lai là làm gọi là diễn viên tốt này, không phải đạo diễn, bởi vì đằng sau còn có thêm một người nữa hiểu không? Nhảy nhót xung quanh phụ họa hiểu không? Mới bé tí rồi đã biết là phải có người phụ họa sau lưng thì cái clip nó mới hay rồi. Mình cảm thấy cực kỳ là bái phục bọn này. Bạn này được, mình sẽ chấm cho này điểm 8 trên 10. Đấy, rồi. Đấy, 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 chuyển cánh tưa lưa. À, rồi. What the fuck? À, cũng vì phá thiên nga à? Dài lè lưỡi cho trường học rồi bước chân luôn. Bạn này ấy, thì tương lai mình nghĩ là sẽ được làm diễn viên, à không phải, vận động viên điền kinh nhỉ. Nãy giờ bạn ấy chạy rất là nhanh với tốc độ gọi là bàn thờ trên sân trường hiểu không, những chú cô gái và những em gái thơ ngây bước trên trường học đấy, đây là một tiêu biểu đấy, chưa? Đấy đây trường học đúng không, chuẩn con ngựa rồi. Wow. Lè lưỡi, ui lưỡi dài, lưỡi dài. Chứng tỏ là lớn lên bạn này làm nghề mút kem, mút kem chuyên nghiệp. Này lưỡi rất dài, răng thì như bị thiếu thiếu tí ở trên ấy, nhưng không sao. Lưỡi dài được. Các bạn tin không? Lưỡi dài được, răng mất, trẻ con mà. Răng thì cần gì mấy? Ăn kẹo nó sút răng là nhổ đi. Mấy tuổi nữa là răng vĩnh viễn nó mọc lên là lại đầy thôi, không sao. Bạn được, tương lai là vận động viên. Đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Các bạn thấy tiếng Anh chưa? Sổ như là AK ấy, bắn tiếng Anh như AK, nghe thích vãi. Bạn này niềng răng ấy. Hình như là hồi trước bạn này bị cái gì đó về mồm, nhưng mà bạn ấy niềng răng rồi, chắc là mấy tuổi nữa sẽ đẹp. Nhưng mà hình như là không có lông mày. Lông mày các bạn để ý là không có lông mày. Mình không biết là bạn này đã gọi là cạo lông mày để mốt make up cho đẹp hay gì. Nhưng mà bạn ấy có quả kính nhỏ rất fashion nhỉ. Lớn lên là chắc tương lai bạn này sẽ là một cái gì nhỉ? Một cái người gọi là thiết kế thời trang hiểu không? Đấy. Mới bé tí tuổi đã biết gọi là thiết kế, có quả mái tóc che hai bên che một tí thôi, che tai thôi, còn kính thì đeo ở trên đầu nhìn rất là fashion hiểu không? Tương lai là được. Đấy, đấy. Các bạn nghe là nhìn lưỡi không? What the fuck? Cái lồng gì thế này? Úi dồi ôi. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. What the fuck? Vịt hóa thiên nga. Bạn này ấy, thì lớn lên sẽ làm cái, sẽ là một cái gọi là nhân vật chính ở trong phim gọi là 50 sắc thái đi. Mình nghĩ là đó, bạn ấy đủ sắc thái được rồi. Cái mồm bạn ấy sẽ chĩa từ trên chĩa xuống ấy, kiểu nhìn rất xấu, quay lên hiểu, tóc hai mái hiểu không? Xinh hiểu không? Vuốt tóc hiểu không? Rất là dễ thương hiểu không? Rất là khác. Đấy, thấy không? Đấy, xinh hẳn đấy, Việt hóa. Úi giời đấy, tay che, đấy, tóc che má, che môi đấy. Đấy, 50 sắc thái thấy chưa? Đủ hết tất cả các sắc đó chưa, đủ thứ hết, quay cả sau qua trước luôn. Đấy, được. Úi giời. À, sky, đây là một sky các bạn ạ. Sky múa may quay cuồng ở sau cái nệm mà đấy, có background đàng hoàng, tường background xanh rồi đấy, có cả một cái tấm thảm, tấm nệm ở che sau nữa. Đấy, ôi quẩy nhiệt chưa, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi tôi không thuộc lời đâu. Bạn này á, lớn lên làm vũ công thật luôn. Đã thấy chưa? Còn biết làm như kiểu là làm thầy thầy đồng á, kiểu bạn mà xem, bạn nào mà xem phim á là thấy mấy cái ông mấy cái bà thầy đồng á hay múa múa này, này. Múa múa xong rồi cái cúng ấy. Y hệt luôn. Đây là một thầy đồng tương lai các bạn ạ. Thầy đồng, kiểu ngày xưa cứ lên đồng á kiếm tiền nhỉ. Tương lai là sáng lạng đấy. Đó, ừ, bật ra luôn, thấy chưa? Giơ tay khấn đấy ạ. Đó. Ngon. Rồi. Rồi, bốc lửa. Rồi, uốn éo lại. Lớn lên cho múa cột được các bạn. Lớn lên cho múa cột hiểu không? Ở mấy cái bà sàn mà mặc mấy em mà mặc áo ngực này thôi, quần slip mà đấy xong rồi leo lên cái cột xong rồi múa hiểu không? Bạn ấy nãy giờ múa dẻo vãi cả lông, mới có bây giờ mới chỉ có 8-9 tuổi thôi đã múa cái này rồi.
20 tuổi là người nó dẻo như bún luôn, thề. Đấy, ui giời, bắn súng á, bắn tim à? No no. Được đấy, được, anh thích em rồi đấy. À đây. À, thằng này không thuộc lời các bạn ạ. Mình không khuyến khích những bạn nam đi quay movie hiểu không? Vậy bạn này đã không thuộc lời rồi, cái mồm thì còn to nữa. Gái thì mình không chửi nhưng mà cái thằng này mình nghĩ là cancer vãi cả nồi á, thật. Nhìn là đã không thuộc lời thì thôi, răng thì nhọn, không biết là do sâu hay là nó vuốt cho răng nó nhọn thế này. Tuy nhiên là mình nghĩ là thằng này không nên làm movie. Đấy. Đấy, hát thì sai lời á. Ui, mặt thì nhăn như Vũ Lít, thằng này tương lai làm Vũ Lít được. Ờ, có thuộc lời không? Thuộc à? Nó thuộc được mấy câu đấy. Thay mỏ giống mỏ cá chê vậy. Nó cứ hát là cái nó cứ như thế nào nè. Không biết hát như nào nhưng mà nó này. Đấy, thấy chưa? Hát là cái mồm mới được. Đấy. Mồm rất to. Thay tương lai được. Ủa mà cái răng sao nó nhọn đấy nhỉ? Mình không biết thằng này nó cạo răng hay là cái răng của nó vốn dĩ như vậy rồi nhỉ? Mà cái mồm nó cứ chu chu lên cá chê này. Đấy. À không thuộc lời đó, môi lại hồng, nó có đánh son đâu, môi hồng này. Đấy. Các bạn nhìn thấy à, môi rất hồng, môi mình thì thâm, mình không hiểu tại sao. Môi mình thâm mà sao môi nó hồng thế này? Đỡ fuck, mình cảm thấy ghen tị. Đấy. Thấy chưa? Tóc xoăn hiểu không? Tóc xoăn, kiểu đeo dây chuyền thì rất là fashion, còn biết cả tiếng Anh nhá. Lớn lên là chắc phải làm tiếp viên hàng không hay cái gì rồi. Đấy. Đấy, bay giờ đấy. Rõ ràng nó lên làm tiếp viên hàng không. Đấy. Dẻo chưa đấy. Úi giời, tay dẻo chưa. Úi giời, mặt thì biểu cảm. Được đấy. À. Mới bé đã yêu rồi. Em là sao mình cứ để ý nhá, là mấy đứa này không biết là nó có lông mày hay không, để ý nhá. Đấy nè. Nó có lông mày không ta? What the fuck? Bọn này nó có lông mày không nhỉ? Sao mấy đứa này mình thấy như nó cạo hết lông mày từ bé, hay là tại chúng nó bé cho nó không có lông mày ta? Chứ mình thấy là mình không biết nói sao đâu, hình như là chúng nó cạo hết lông mày ấy. Sao mình không thấy, nãy giờ mình thấy mấy đứa con gái là chúng nó không để lông mày, à cũng có đứa để nhưng mà hình như nãy giờ mình để ý hai đứa là không có lông mày nhá. Mình thắc mắc vồn nhá. Hay nhưng mà không thuộc lời à, thuộc này ui ơi hay. Đầu tiên có đứa thuộc lời. Ok, và mình sẽ dừng cái tập movie này ở đây. Và nếu các bạn cảm thấy cái bạn nào mà diễn sâu và hay nhất thì các bạn hãy comment xuống phía dưới. Và nếu bạn nào mà có cái clip movie nào nó hay hay tương tự với clip này ấy, thì các bạn hãy đưa cho mình để mình reaction, nghĩa là mình xem và mình sẽ đưa ra cái gọi là ý kiến và quan điểm cá nhân của mình cho các bạn biết. Ok, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những tập sau của những cái xem như này này, mình thử thách à? Hay là nói gì mình không biết. Tuy nhiên là bye bye.